Rồi, xin chào mọi người nhé. Nay em lên cho mọi người một cặp máy cơm vàng này, sử dụng gia đình cực kỳ lợi xăng luôn nha. Đó, đời mới, hai cây trên nguyên bản hết nha. Áo mới cực kỳ luôn nha. Cặp áo này thì bao là hàng nguyên, rửa bằng xà bông thôi, chưa qua bất cứ một chất tẩy rửa gì hết nha, chưa qua sơn bóng luôn, qua mới luôn. Cặp này le đỏ nè, bình xăng này cực kỳ lợi xăng nha mọi người. Ha, bao nguyên nguyên bản hết nha. Em giật thử cho mọi người, dây giật mới tinh rồi nha. Đó, qua mới. Cái này thì le đỏ thì kéo e đây nha. Đó, giật đó, nó thông minh. Đây không phải là bơm ga luôn nha mọi người. Máy chát nha mọi người. Đó, riêng nguyên bản hết nha. Quá đẹp, quá xuất sắc nha. Máy này em like kỹ cho mọi người xem. Máy này chỉ rửa bằng xà bông thôi. Đó, quá đẹp. Hồng trắng sáng, bô trắng nha. Đây thì đó, hiện tại lái riêng nha mọi người. Cần thẳng nha, tem cần còn luôn mọi người thấy. Quá đẹp, 260 nha, cạn cỏ nè, chén kẹp nè, còn đầy đủ hết luôn nha mọi người, ốc riêng hết nè, rồi riêng nguyên bản. Đó, này là một cây, tiếp theo em lên một cây nữa nha mọi người nha. Đây, cây này thì không có le đỏ nhưng mà nó kéo e bằng ở đây, chế một kim riêng qua bồ này nha, máy cực kỳ sáng luôn. Đây nè, này như mới luôn nha, máy qua vip. Bao chưa qua sơn bóng, cực kỳ mới luôn mọi người, rửa ra như mới luôn. Bóng máy này mới phải gọi là máy thùng chứ, quá đẹp. Cái này thì đó, em gắn cái ga này vô nha. 255, chén kẹp đồ còn đầy đủ riêng nguyên hết nha mọi người, cực kỳ. Máy này xài gia đình cực kỳ lợi xăng luôn. Qua mới Nhật bãi riêng nguyên, nó cũng bơm xăng nằm dưới đây. Đó, máy cũng bơm xăng thôi, bình thường kéo em giật nổ thế nha mọi người. Dây giật nè, mở chét luôn. Đó, nổ đẩy xuống. Qua vip. Mọi người muốn về sử dụng thì inbox em nha, giá tốt cho mọi người. Đó, sáng trắng luôn mọi người, quá đã. Đó, cái này sẽ đi nằm đây. Rồi, mọi người ai làm một cặp, mua một cặp thì inbox em, hay một cây cũng vậy nha, em có bán lẻ đầy đủ hết. Đó, rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video.